Những điều mà bạn chưa biết về siêu phẩm bàn phím cơ gaming Fullen Eraser. Cùng tìm hiểu nhé. Fullen Eraser cho mình cảm giác khá ấn tượng với lớp vỏ kim loại được phủ một lớp sơn tĩnh điện, cảm giác cầm khá là đầm tay, không bị cong vênh hay là có cảm giác ọp ẹp nhờ vào bộ khung kim loại chắc chắn. Một điểm mà mình khá là thích thú ở trên chiếc bàn phím này là có kê tay. Với chiếc kê tay này thì mình cảm thấy khá là thoải mái khi mà gõ phím. Ngoài ra thì ở mặt sau cả kickstand và kê tay đều có nhiều lớp cao su tăng cường tạo độ bám ở trên mặt bàn, giúp cho quá trình gõ phím của anh em được tốt hơn trong những cái trường hợp mà anh em cần tăng tốc độ và lực gõ phím khi chiến game nhé. Cá nhân mình đánh giá Fullen Eraser là chiếc bàn phím cơ có tính thẩm mỹ cao nhờ vào hệ thống LED Rainbow 7 màu với 12 chế độ LED lập lòe khác nhau, kết hợp với khung viền kim loại được cắt CNC sáng lấp lánh cùng tông màu đen chủ đạo, làm cho góc làm việc và gaming của anh em trở nên sang xịn mịn hơn hẳn. Đối với anh em làm văn phòng vừa muốn chơi game vừa muốn tăng hiệu suất soạn thảo văn bản thì Fullen Eraser cân được hết nhé. Vì em nó có thiết kế full size 104 phím, có phím số cực kỳ tiện lợi, chất liệu keycap là nhựa ABS kết hợp công nghệ in double shot dày dặn chắc chắn cho cảm giác gõ trung thực và trong trẻo. Ký tự in trên keycap cũng sẽ không bao giờ phai màu theo thời gian. Switch mà Fullen Eraser sử dụng là Blue Switch có công nghệ quang học, cho nên có tốc độ phản hồi khi gõ nhanh hơn, khá ổn một chút và gõ độ bền lên tới 50 triệu lần nhấn. Thường thì khi mua bàn phím cơ thì anh em sẽ quan tâm đến các tính năng như là anti-ghosting, các nút multimedia để tăng trải nghiệm sử dụng và tốc độ khi chiến game, thì Fullen Eraser hoàn toàn đáp ứng được những mong muốn đó của anh em nhé.